Nên mình rửa mấy cục đá mình kiếm được mọi người. Mấy viên kim cương. Một viên nè. Cái này về bột vàng đeo chơi được. Cái này là nhúng kim cương ha. Hai viên này. Cái này là anh thường à. Đây là viên lấy nét thật anh trong này có hoa thị à, nó có hoa văn mọi người, trông lắm như này, trông đẹp lắm. Chúng là thật anh này phải kim cương nha, kim cương mà viên to cỡ này chắc xây biệt phủ quá. Chứ không nó đi làm là chổi đót thưa móng tay đâu. Má ơi, nhìn nè. Như này khá là đẹp à. Con cua này. Hút. Anh chả chết nè mọi người. Con cua đá này anh chả chết nè. Thấy mình đi ngao anh chả chết. Đó đi đi, mày đi đi. À, bye bye. Chúc mày có một cuộc sống may mắn. Viên này là viên chích. Soi cho mọi người xem nha. Thật rồi. Lát về làm lại. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.